anh em có còn nhớ tựa game đầu tiên mà mình chơi là gì không? Cái tựa game mà đã đưa anh em vào thế giới diệu kỳ của game đấy ạ. Đối với Mi Game, tựa game đó chính là Contra. Với nhiều thế hệ game thủ Việt Nam tầm 8X, 9X thì Contra là một tượng đài vĩ đại không thể thiếu mỗi khi nói về những tựa game đời đầu. Contra với Mi Game là kỷ niệm về chiếc máy điện tử băng 99 trong 1, là bản nhạc nền Contra huyền thoại với hình ảnh hai anh lính quần xanh và quần đỏ xách súng bắn hết mọi thứ xuất hiện trên màn hình. Nhưng Contra không chỉ là một trò chơi căng thẳng từ đầu đến cuối, phá đảo rồi xong, mà đằng sau đó, tựa game này có một cốt truyện phức tạp mang đậm nét cảm hứng từ văn hóa đại chúng của thập niên 80. Và đó cũng là nội dung của video ngày hôm nay. Mi Game sẽ tóm tắt cốt truyện của toàn bộ dòng game huyền thoại Contra vào video thế nào. Cơ mà trước khi vào phần cốt truyện, hãy cùng mình đến với tiết học lịch sử của Mi Game nha. Hầu hết anh em ở đây chắc cũng còn trẻ, anh em nào già đầu lắm thì tầm những năm 80 chắc cũng chỉ mới tí tuổi đầu thôi. Nên là chắc anh em không biết thập niên 80 chính là những năm tháng vàng son của điện tử băng. Thế thập niên 80 có gì nào? Đây chính là quãng thời gian mà những cái tên huyền thoại của làng game thế giới được chào đời. Nào là Pac-Man, Mega Man, The Legend of Zelda, Super Mario Bros, Final Fantasy, Metal Gear, Street Fighter và dĩ nhiên là Contra nữa. Máy game thời này thì bao la, đến từ đủ các nhà sản xuất như Atari, Sega, nhưng phổ biến nhất ở thị trường Việt Nam lúc bấy giờ chắc chắn là chiếc Famicom đến từ Nintendo, cỗ máy điện tử băng huyền thoại, niềm mơ ước của biết bao nhiêu em nhỏ thời bấy giờ. Nhắc đến thập niên 80 thì cũng nên nói qua một chút về một trong những sản phẩm văn hóa đặc trưng của thời điểm này, điện ảnh. Dòng phim ăn khách nhất ở thời điểm này không đâu khác chính là dòng phim hành động và những ngôi sao mà phim nào cũng thấy mặt như Arnold Schwarzenegger hay là Sylvester Stallone. Những bộ phim hành động đình đám ở thập niên 80 có thể kể đến như Terminator, Rambo, Commando hay là Predator. Tất cả những bộ phim này đều có một điểm chung, với nhân vật chính luôn là những anh lính cơ bắp cuộn cuộn bắn nhau tưng bừng khói lửa, một mình quét sạch quân thủ. Và hình tượng đó cũng chính là nguồn cảm hứng lớn nhất để Konami tạo nên Contra. Tạo hình của lính quần xanh Pin Riser được dựa trên nhân vật thiếu tá Dutch trong phim Predator, quái thú vô hình do Arnold Schwarzenegger thủ vai. Còn cái tên Pin Riser thì lại lấy cảm hứng từ Pin Paston và Paul Reiser, hai diễn viên xuất hiện trong bộ phim Aliens, quái vật không gian 2. Còn anh lính quần đỏ Lance Bean thì dựa trên nhân vật John Rambo trong bộ phim Rambo First Blood. Cái tên Lance Bean thì tiếp tục là một cử chỉ tri ân nữa dành cho bộ phim Quái vật không gian 2, khi đây là tên hai diễn viên Lance Henriksen và Michael Biehn. Nãy giờ nói tới bộ phim Quái vật không gian thì đây cũng là một nguồn cảm hứng khác của loạt game Contra. Tạo hình lũ quái vật ngoài hành tinh trong game nhìn y hệt như con Xenomorph trong Alien. Nguyên bản thì những con quái vật này được họa sĩ người Thụy Sĩ Han Geiger thiết kế cho bộ phim Alien năm 1979. Mấy ông họa sĩ bên Konami thấy đẹp đẹp nên là bắt chước thôi. Ngoài ra thì có một thông tin thú vị nữa là Contra là một lực lượng có thật ở ngoài đời. Suốt những năm 80, có một nhóm kháng chiến ở Nicaragua được tài trợ bởi CIA. Họ được biết đến với cái tên Contra, là một từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là phản loạn hoặc chống đối. Họ phản đối đường lối xã hội chủ nghĩa của chính quyền Nicaragua vào thời điểm đó và thực hiện hàng trăm cuộc tấn công khủng bố chống lại nhà nước này. Chiến dịch này tồn tại hơn 12 năm. Chính đội quân này đã tạo nên vụ bê bối Iran Contra của chính phủ Mỹ. Theo đó, các quan chức cấp cao của Mỹ đã bí mật tạo điều kiện cho việc bán vũ khí cho Iran, quốc gia vốn đang chịu lệnh cấm vận vũ khí. Chính quyền hy vọng sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc bán vũ khí để tài trợ cho tổ chức tương phản của Nicaragua. Vậy thì tại sao cái tên này được chọn cho một trò chơi? Lực lượng này đã luôn rất nổi tiếng và lên mặt báo rất nhiều trong suốt những năm 80. Chắc là Konami nghe Contra thấy hay hay, ngầu ngầu, rồi đặt tên game của họ là Contra luôn. Ok, nãy giờ luyên thuyên cũng đủ rồi. Bây giờ mình vào phần chính của video nha. Sau đây sẽ là cốt truyện của series Contra. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2633, khi một tổ chức khủng bố có tên gọi là Red Falcon xuất hiện trên quần đảo Gagula thuộc New Zealand. Để đối phó với bọn khủng bố, chính quyền thế giới đã gửi Pin Riser và Lance Bean, hai thành viên của biệt đội tinh nhuệ Contra, đến hòn đảo để tiêu diệt Red Falcon. Trong lúc tấn công vào căn cứ của Red Falcon,
Bin và Len đã phát hiện ra đây không hề là một tổ chức khủng bố thông thường, mà chúng là những kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Nhưng kẻ thù ngoài hành tinh thì đã sao? Bin và Len bắn tan xác tất cả, tiêu diệt toàn bộ tổ chức Red Falcon và cả con quái vật chúa với cái tên dài một cây số, Emperor Demon Dragon God Java. Sau đó, cả hai phá hủy hòn đảo và quay trở về. Cũng từ đây, chúng ta có cụm từ phá đảo để nói đến việc hoàn thành một tựa game nào đó. Chúng ta sẽ đến phần 2, Super Contra, với bối cảnh năm 2634, tức một năm sau những sự kiện trong phần đầu tiên. Lũ quái vật ngoài hành tinh đã quay trở lại, và lần này chúng đã chiếm lấy một căn cứ quân sự nhằm tiếp tục âm mưu xâm lược trái đất trong phần đầu tiên. Bin và Lance lại tiếp tục được triệu tập để làm việc mà họ giỏi nhất, bắn tất cả mọi thứ trước mặt và cứu thế giới. Trung cuối của Red Falcon, Emperor Demon Gava tan xác trước họng súng của hai chiến binh Contra, và kế hoạch của lũ Red Falcon lại một lần nữa bị phá sản. Nhưng chỉ một năm sau, năm 2635, thế giới lại lâm nguy trong tựa game Operation Sea. Một tổ chức khủng bố khác xuất hiện, chúng dự định phát triển vũ khí hủy diệt bằng tế bào ngoài hành tinh thu được từ xác của Gava trong phần trước. Lần này thì chính quyền thế giới không biết bị hết tiền hay sao mà chỉ cử có một mình Bin đi dẹp loạn mà thôi. Bin phát hiện ra kẻ đứng đằng sau điều khiển tổ chức khủng bố kia chính là em gái của Gava, giờ tự xưng là Black Viper. Tuy nhiên Black Viper lúc này chỉ là một tế bào yếu ớt. Và sau khi vượt qua được hệ thống phòng thủ tối tân của khu căn cứ, Bin dễ dàng tiêu diệt được ả ta. Sang đến Contra 3, The Alien War, lấy bối cảnh năm 2636, Emperor Demon Gava đã quay trở lại và hắn ta đã huy động một cuộc xâm lược với quy mô toàn thế giới. Trái đất điều đứng trước cuộc tấn công chớp nhoáng của Gava, nhiều thành phố bị săn bằng hoàn toàn. Với số tiền tiết kiệm được từ Operation Sea, chính quyền thế giới giờ đã đủ tiền để huy động đủ cả hai chiến binh, Bin và Len, vào cuộc để một lần nữa cứu lấy thế giới. Gava lần này nhiều chiêu trò hơn, biến hình đủ kiểu nhưng vẫn không có tuổi với cặp bài trùng song sát, Bin và Len. Gava một lần nữa bị tiêu diệt và tổ chức Red Falcon chính thức sụp đổ hoàn toàn. Cơ mà thế giới vẫn chả yên bình được bao lâu. Chỉ 6 tháng sau Contra 4, Black Viper từ đâu xuất hiện tại quần đảo Galuga, nơi diễn ra sự kiện của phần Contra đầu tiên. À ta dẫn một đội quân ngoài hành tinh mới nữa, với quyết tâm nối nghiệp anh trai Gava, hoàn thành tâm nguyện xâm lược trái đất. Bin và Lance lại được triệu tập, nhưng có lẽ hai anh chàng này đã quá mệt mỏi sau 3 lần cứu thế giới, nên trong chiến dịch này, chính quyền thế giới đã cử thêm hai chiến binh nữa để trợ giúp là Mad Dog và Scorpion. Dĩ nhiên khi cả 4 chiến binh Contra cùng phối hợp thì có Black Viper có biến thành khổng lồ thì cũng xin cái tuổi nha. Hiểm họa ngoài hành tinh một lần nữa được các chiến binh Contra chặn đứng. Đến đây chúng ta tạm nói lời chia tay với Bin và Lance cũng như là biệt đội Contra. Bởi sau Contra 4, câu chuyện của cả series đã bắt đầu rối tung hết cả lên với hàng loạt nhân vật mới xuất hiện. Câu chuyện được tiếp tục ở phần Contra Rukov, lấy bối cảnh năm 2638, tức là 2 năm sau cuộc xâm lược ngoài hành tinh. Để quét sạch tàn dư của Red Falcon, chính quyền thế giới triển khai siêu vũ khí tối tân nhất của họ, khẩu pháo laser Vortex Cannon. Tuy nhiên sau khi lũ ngoài hành tinh bị quét sạch thì một thành phố kỳ dị nổi lên từ mặt đất. Chính quyền cử nhiều nhóm nghiên cứu đến đây và phát hiện ra chứa đựng ở nơi này là những thiết bị kỳ lạ, ẩn chứa những công nghệ cực kỳ hiện đại. Tất cả bắt nguồn từ một cổng không gian nằm ngay giữa thành phố. Nhưng từ đó cũng chui vô số sinh vật đáng sợ. Chúng tấn công bất kỳ ai dám đặt chân vào thành phố. Dù nguy hiểm như thế, nhưng vẫn có những kẻ liều mạng vào đây kiếm trác. Và một trong số đó chính là chiến binh Rukov, nhân vật chính của chúng ta trong phần game này. Nói chung là anh em không cần quan tâm lắm đến phần game này đâu. Chỉ cần biết là cuối game, nhóm Rukov đã đóng cánh cổng không gian lại và thành phố kỳ dị này vì thế mà sụp đổ. Tiếp theo là tựa game huyền thoại khác mang tên Contra, Hardcore. Năm 2639, thiếu tá Bahad Put, người từng là anh hùng trong cuộc chiến chống người ngoài hành tinh 3 năm trước, đã lên kế hoạch lật đổ chính quyền thế giới, nhưng bất thành. Mọi thứ tiếp tục yên bình cho đến năm 2641, một nhóm khủng bố đã tấn công vào một trung tâm nghiên cứu quân sự, đánh cắp tế bào ngoài hành tinh của Gava và Black Viper. Biệt đội Contra, Hardcore gồm Ray Powert, Shitna, Ezranzi, Brad Fang và Brony đã cử đến để điều tra. Hóa ra thì chính thiếu tá Bahamut là kẻ đứng sau vụ tấn công, và hắn ta muốn dùng những tế bào này chế tạo vũ khí hòng tiếp tục kế hoạch lật đổ chính quyền một lần nữa. Dĩ nhiên, nhóm Hardcore xuất hiện và thọc gậy bánh xe kế hoạch của Bahamut, và hòa bình thế giới tiếp tục được duy trì. Ok,
Sau hai phần ngoại truyện thì chúng ta cũng đã trở lại với biệt đội Contra chính gốc của Bean và Lance. Trong Contra, Shattered Soldier ra mắt năm 2002. Đây là bản nâng cấp khá mạnh mẽ của series Contra với sức mạnh hệ máy PlayStation 2. Đồng thời cốt truyện của game cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều tình tiết ly kỳ. Năm 2642, 6 năm sau cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh, thế giới vẫn đang kiệt quệ sau cuộc chiến. Biến cố bất ngờ xảy ra khi một siêu vũ khí đang trong quá trình thử nghiệm phát nổ. Vụ nổ kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 80% dân số thế giới. Cùng với đó là sự biến mất của Lance Bean, một trong hai siêu chiến binh của 3 phần đầu. Bean Riser bị kết tội đã giết Lance Bean và gây ra thảm họa diệt chủng toàn cầu. Một phiên tòa được lập nên và Bean phải chịu mức án đóng băng 10.000 năm. 95 năm sau, một tổ chức khủng bố khác với tên gọi là Blood Falcon trỗi dậy, tuyên bố sẽ lật đổ chính quyền. Đứng đầu tổ chức này là một siêu chiến binh bí ẩn, đánh bại mọi lực lượng quân đội được cử đến. Không còn cách nào khác, chính quyền thế giới buộc phải giải phóng Bean Riser trước thời hạn, với điều kiện là anh phải đánh bại tổ chức Blood Falcon. Cùng với Lucien làm người đồng hành, Bean tấn công vào hòn đảo Blood Falcon, phá hủy lần lượt từng căn cứ của chúng. Cuối cùng thì họ giáp mặt với siêu chiến binh của Blood Falcon và giết chết hắn. Thật không ngờ, sau lớp mặt nạ, chiến binh đó chính là Lance Bean, bạn đồng hành của Bean ngày xưa, người tưởng như đã chết 5 năm trước. Trong giờ phút hấp hối, Lance mới tiết lộ cho Bean một sự thật độc trời. Trước khi tổ chức Red Falcon bị tiêu diệt trong phiên bản Contra đầu tiên, một nhóm các nhà thám hiểm đã tìm thấy chiếc kén chứa bảo vật của người ngoài hành tinh được cất giấu trên sao thổ. Chính quyền thế giới vì lòng tham đã mang bảo vật này về trái đất để nghiên cứu, chiếm đoạt các công nghệ. Còn Red Falcon chính là hệ thống phòng thủ do chủng tộc ngoài hành tinh tên là Moirai để lại. Lũ quái vật ngoài hành tinh tấn công hành tinh của chúng ta không phải vì chúng muốn chiếm trái đất mà vì chúng muốn đòi lại món bảo vật kia. Cũng vì thế nên chúng ta mới gây nên cuộc chiến bất tận kéo dài trong 3 phần đầu. Lance Bean đã phát hiện ra toàn bộ sự thật đang bị che giấu bởi chính quyền thế giới. Điều đó khiến anh bị thủ tiêu nhưng may mắn sống sót. Chính quyền thế giới đã tạo ra vụ nổ lớn khiến 80% dân số bị hủy diệt, diệt trừ tất cả các lực lượng đối lập và đồng thời đổ tội cho Bean Riser, người có khả năng phát hiện ra những bí mật đó. Đúng lúc đó, một vũ khí hủy diệt được nhắm đến hòn đảo Blood Falcon nhằm xóa sạch các dấu vết còn lại. Bean Riser và Lucien trốn thoát khỏi vụ nổ, nhưng nhanh chóng bị ba kẻ đứng đằng sau của chính quyền thế giới bắt giữ, và bọn chúng tự xưng là The Triumph Virate. Khai thác sức mạnh từ báu vật của người ngoài hành tinh, ba tên cầm đầu giờ sở hữu quyền năng vô song và trở thành một con gì đó nhìn y chang như ba bư trong 7 viên ngọc rộng. Cầm bằng quyền năng gì thì gì, ăn đạn một hồi thì cũng chết mà thôi. Bean và Lucien trở về trái đất, khép lại câu chuyện của Contra, Shattered Soldier. Nhưng câu chuyện về Bean Riser vẫn chưa thể kết thúc được, bởi trước mặt anh vẫn còn một phần game nữa tên là Neo Contra. Bối cảnh diễn ra vào năm 4444, tức 2000 năm sau game Shattered Soldier. Lúc này Bean vẫn đang bị giam giữ trong nhà tù băng giá. Thế giới bước vào thời kỳ đại khủng hoảng khi trái đất trở thành một hành tinh tù nhân, nơi trú ngụ của đầy dãy tội phạm và các tổ chức chống đối chính quyền. Lúc này, một tổ chức tội phạm với tên gọi Neo Contra nổi lên, đe dọa lật đổ chính quyền để thống trị thế giới. Với 4 chiến binh huyền thoại được gọi là Tứ Thiên Vương, tổ chức này đã tiến hành thâu tóm nhiều khu vực trọng yếu. 4 chiến binh của nhóm Tứ Thiên Vương bao gồm Guerrilla Contra, Black Contra, Pheromone Contra và Animal Contra. Đứng đầu tổ chức này là kẻ có tên gọi là Master Contra. Chính quyền thế giới một lần nữa buộc phải giải phóng Bean Riser, với điều kiện anh phải làm nhiệm vụ quét sạch lực lượng thù địch Neo Contra. Đồng hành cùng Bean lần này là Genbai Yagyu, biệt danh là Jaguar, một chiến binh samurai. Cả hai tiến vào sao huyệt của Neo Contra, chiến đấu lần lượt với từng thành viên của nhóm For Elite. Bean nhận ra Pheromone chính là Lucien, người máy nữ từng đồng hành với anh 2000 năm trước. Trong khi chiến đấu với Plan Contra, Bean và Jaguar gặp gỡ với Mysterious Z, một chiến binh già cực kỳ thiện chiến và được trang bị bộ giáp giống hệt với thứ mà hai người đang mặc. Danh tính của Z chưa bao giờ được tiết lộ, nhưng ông tỏ ra biết rất rõ về Bean. Bean và Jaguar lần lượt đánh bại Tứ Thiên Vương và tiến vào sao huyệt giáp mặt với chủng cuối Master Contra. Sau cuộc đột phát đến từ căn cứ cuối cùng của Neo Contra, Bean và Jaguar đối mặt với Master Contra, người thực chất là Bean Riser. Bean chủng cuối nói với Bean mà chúng ta đang điều khiển thực chất là một bản sao của chiến binh huyền thoại 2000 năm trước, còn Bean thực sự chính là hắn ta. Sau khi thoát ra khỏi nhà tù băng giá, hắn ta đã thành lập nên tổ chức Neo Contra với mục đích hủy diệt toàn nhân loại bởi tất cả những hiểm họa cho thế giới mà con người đã làm. Sau đó Master Contra khống chế cả Bean và Jaguar bằng một nhà tù điện tử và chuẩn bị kết liễu cả hai.
Đúng vào lúc đó, Di xuất hiện và đỡ lấy lưỡi kiếm từ Master Contra. Tuy nhiên, nỗ lực này đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của ông ta. Master Contra sau khi gây ra tử thương cho Di, rời khỏi căn cứ và bay lên vũ khí hủy diệt đang đặt trên quỹ đạo của mình, Project Di. Trong giây phút hấp hối, Mysterious Di nói rằng mình từng là một chiến binh Contra giống như Bin. Sau khi Master Contra bỏ chạy, Bin và Jaguar truy đuổi đến tận căn cứ cuối cùng của hắn. Cả hai khám phá ra Master Contra không phải là Bin Riser, hắn chỉ là một sinh vật nửa người, nửa máy, được tạo ra với DNA của Bin Riser huyền thoại, người đã chết từ 2.000 năm trước. Sau khi đã biết được toàn bộ sự thật, Bin Riser tiêu diệt Master Contra cùng với toàn bộ Project và quay trở về. Nếu Contra giờ đây đã hoàn toàn bị ngăn chặn và hai nhân vật chính của chúng ta trở về trái đất bằng cách nhảy thẳng từ tầng quỹ đạo xuyên qua bầu khí quyển. Vậy là cuối cùng, cả hai anh hùng trong tựa game Contra ngày xưa đều đã hy sinh. Dù có khá nhiều tranh cãi về thân phận thực sự của Di, nhưng người thì cho rằng ông là Bin, người thì cho rằng ông là Lance. Nhưng đến nay, Konami vẫn chưa hề xác nhận điều này. Tới đây, câu chuyện chính của dòng game huyền thoại đã kết thúc. Konami không còn làm thêm phần game chính truyện nào nữa, mà chỉ còn vài dự án ngoại truyện như Contra Rebirth, Hard Corp, Uprising. Kể ra thì lê thê nữa, nên là Mi Game xin được khép lại video cốt truyện Contra ở đây nha. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên ấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game. Và nếu các bạn muốn tụi mình phân tích cốt truyện của bất kỳ tựa game nào, đừng ngần ngại mà hãy để lại comment cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.